Câu chuyện cuối tuần. Cuộc chạm trán giữa những kỳ thủ địch thủ. Hé lộ sự tàn nhẫn. Trí thông minh vượt trội. Tài năng xuất chúng. Anh cầm xem em thử thách thêm ở vòng bán kết. Đầy hoang dại. Đầy hôi Tupaya, heo vòn, hu ly, ếch bay. Nhưng cũng rất dịu dàng. Trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến. Tình thôi xót xa. Cuối tuần này trên truyền hình FPT. Truyền hình FPT mới lạ mỗi ngày.